hoặc các hữu tình hướng dẫn thiện căn tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vân vân, tập hợp tất cả như thế để cân lường. Dùng hữu tướng có sở đắc, có nhiễm trước, có tư duy, có tạo tác, có hai không hai làm phương tiện. Hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cũng có các thiện nam, thiện nữ, vân vân, phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đối với tất cả Như Lai trong mười phương thế giới, vào thời quá khứ, vị lai hiện tại, từ lúc mới phát tâm, cho đến khi chánh pháp ban trụ, trong khoảng thời gian đó, tu thiện căn tương ứng với bố thí ba la mật đa, cho đến các hữu tình, hướng dẫn các thiện căn tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vân vân. Tập hợp tất cả như thế, để cân lường dùng vô tướng, vô sở đắc, không nhiễm trước, không tư duy, không tạo tác, vô nhị, bất nhị, làm phương tiện. Hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sự tùy hỷ hồi hướng của các thiện nam, thiện nữ, vân vân đối với các thiện căn khác là tối tôn, là tối thắng, nói rộng như trước. Đối với sự tùy hỷ hồi hướng của hữu tình trước, thù thắng gấp trăm phần, ngàn phần, muôn ước phần cũng là tối thắng. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, sự tùy hỷ hồi hướng của các thiện nam, thiện nữ, vân vân như Phật đã thuyết, đối với các thiện căn khác là tối tôn, là tối thắng, nói rộng như trước. Vậy ở mức độ nào là nói tùy hỷ hồi hướng đối với các thiện căn khác là tối thắng, vân vân, Phật dạy. Thiện hiện, các thiện nam, thiện nữ, vân vân đó, đối với tất cả Như Lai, Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát, ở mười phương thế giới, thời quá khứ, vị lai hiện tại, và các thiện căn khác của tất cả hữu tình, không lấy, không bỏ, không khoe, không khinh, chẳng có sở đắc, chẳng vô sở đắc, đạt được tất cả pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, không đến, không đi, không họp, không tan, không nhập, không xuất. Lại nghĩ như vậy, pháp ba đời là cảnh giới pháp trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Ta cũng như vậy, đối với các thiện pháp dùng vô sở đắc làm phương tiện tùy hỷ hồi hướng. Thiện hiện sự tùy hỷ hồi hướng ở mức độ này, nên ta nói đối với các thiện căn khác là tối thắng, vân vân. Tùy hỷ hồi hướng như thế, thủ thắng hơn tùy hỷ hồi hướng khác gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp muôn ức phần. Cho nên ta thuyết, tùy hỷ hồi hướng như vậy, đối với thiện căn khác là tối thắng, vân vân. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam, thiện nữ, vân vân, an trụ Bồ Tát Thừa, ở mười phương ba đời Như Lai, từ lúc mới phát tâm cho đến chánh pháp cửu trụ, trong khoảng thời gian đó, từ thiện căn tương ứng với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cho đến vô lượng vô số vô biên Phật Pháp, hoặc công đức thiện căn của chư Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát, hoặc việc tam phước nghiệp của tánh thí, tánh giới, tánh tu và các thiện căn của các hữu tình, hoặc hòa hợp tất cả như thế, lại hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Nên nghĩ như vậy, sắc cho đến thức cùng với giải thoát vân vân, cho đến trí nhất thiết tướng cùng với giải thoát vân vân, giới uẩn vân vân, năm uẩn cùng với giải thoát vân vân, đối với sự thù thắng giải thoát của tất cả pháp cùng với giải thoát vân vân, chư Phật ba đời cùng với giải thoát vân vân, chư pháp ba đời cùng với giải thoát vân vân, tất cả sự tùy hỷ và sự hồi hướng cùng với giải thoát vân vân, các căn thành thục biến hóa của Phật và đệ tử, các độc giác cùng với giải thoát vân vân, sự chứng đắc niết bàn của Phật và đệ tử, các độc giác cùng với giải thoát vân vân, các pháp tánh của chư Phật Bồ Tát độc giác Thanh Văn cùng với giải thoát vân vân, tất cả hữu tình và tất cả pháp tánh kia cùng với giải thoát vân vân, nhờ các pháp tánh không buộc, không mở, không nhiễm, không tịnh, không khởi, không tận, không sanh, không diệt, không lấy, không bỏ. Ta đối với công đức thiện căn như thế hiện tiền tùy hỷ, đem thiện căn này cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng phải tùy hỷ hồi hướng không chỗ tùy hỷ, không chỗ hồi hướng. Tùy hỷ hồi hướng như vậy chẳng chuyển chẳng dừng, không sanh diệt. Thiện hiện tùy hỷ hồi hướng của đại bồ tát này đối với sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng khác là tối tôn, là tối thắng, nói rộng như trước. Nếu đại bồ tát thành tựu tùy hỷ hồi hướng như thế, mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, phát tâm đại thừa, giả sử ở trong mười phương hàng hà sa, vân vân thế giới của tất cả Như Lai và các đệ tử,
dùng hữu tướng có sở đắc làm phương tiện, trọn đời thường đem các vật thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sau khi chư Như Lai và các đệ tử nhập niết bàn, dùng bảy bóng xây dựng các tháp cao rộng thờ Xá Lợi, ngày đêm tinh cẩn lễ bái nhiễu quanh bên phải, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, tinh cần tu hành bố thí cho đến bát nhã và thiện căn khác, cũng có các thiện nam thiện nữ vân vân khác phát tâm đại thừa, dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện tu hành thiện căn tương ứng với sáu pháp ba la mật đa phương tiện thiện xảo, phát sanh tùy hỷ đối với tất cả công đức thiện căn khác, đem thiện căn này cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các thiện nam thiện nữ vân vân này do nhờ phương tiện thiện xảo tùy hỷ hồi hướng bát nhã ba la mật đa, sự tạo tác công đức này của các thiện nam tử phát tâm đại thừa thù thắng hơn trước đã nói gấp trăm phần ngàn phần muôn ức phần. Cho nên nói tùy hồi hướng như thế đối với thiện căn là tối thắng, vân vân. Thế nên thiện hiện, các đại Bồ Tát phát khởi tâm đại thừa nên dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện, tinh cần tu thiện căn tương ứng với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, và dựa vào phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử phát sanh tâm tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Nếu đại Bồ Tát có thể dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện tâm tùy hỷ hồi hướng thì đại Bồ Tát này mau chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai.